xin chào mọi người hôm nay chia sẻ cho mọi người cách cắt nước để cho phi điệp vào cái mùa nghỉ nhá và cách để mình chữa những cái bệnh mà cái mùa này này nó bị vàng lá thì mùa này ấy, có hai nguyên nhân vàng lá một là vàng lá sinh lý hai là vàng lá do bệnh thì cái vàng lá sinh lý mọi người hiểu như này nhá là cái cây đến đến cái tuổi mà nó vào cái mùa nghỉ đấy nó già nó rụng lá thì trước tiên nó rụng thì nó phải vàng vàng xong nó mới rụng là gọi là vàng lá sinh lý còn vàng lá do bệnh ấy Thì là do nó bị cây nó nhiễm khuẩn này Lấm này Hoặc là một cái nguyên nhân gì đó Hoặc là con ruồi vàng nó đốt vào cái lá Thì nó vàng Thì trước tiên là em nói đến cái vàng lá bị bệnh đi Mùa này là nó hay bị bệnh Vàng lá gân xanh Mọi người phải hiểu là có nhiều đợt Không phải miền Bắc bây giờ là không phải là lúc nào cũng khô hanh nhé Có nhiều hôm nó mưa Xong rồi không khí nó ẩm ướt ấy thì nó hay bị cái tình trạng gọi là nhiễm lấm, nhiễm khuẩn, nó bệnh Kiểu Thứ nhất là môi trường ẩm ướt này, thứ hai là do cái cái độ ánh sáng đấy, nó ít thì nó bị vàng lá bị bệnh bị lấm. Vì cách chữa thì mùa này ấy, nhiều người hỏi cách chữa thì em khuyên như thế này này. Cái mùa này là sắp đến mùa nghỉ rồi, nó cũng chỉ một vài bữa nữa, có cây là đang nghỉ rồi, có cây đang vàng lá rụng lá rồi. Thì những cái cây mà ví dụ, ví dụ em ví dụ nhá. Ví dụ như cây này đi, hoặc là cây này. Đây, ví dụ như cây này nhá mà nó bị đi mọi người vặt đi. Vặt cái lá bị đi. Đấy, ví dụ như thế là vặt đi, vặt những cái lá bị đi. Còn cái lá nào không bị thì kệ nó, hoặc là vặt hết luôn được. Đây ví dụ như em cây này em vặt hết luôn nhé Đây là em vặt cho mọi người xem thôi, chứ còn mọi người cây đang bình thường đừng có vặt. Nó bị bệnh, một cây cả vườn mà bị một cây là cái bệnh mà vàng lá gân xanh ấy, cái này là do nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn. Thì mọi người vặt đi để cho nó đỡ lây sang cây khác. Chứ bây giờ mọi người chữa nhé Không phải là không chữa được Chữa được Nhưng mà mọi người nghĩ như này này Mọi người linh hoạt như một chút một chút thôi Nghĩ như này Bây giờ mình chữa xong nhé sang tháng sau mình cắt nước Mình không tưới nữa Nó vàng lá nó rụng đi Qua Tết Đến tầm đầu tháng 2 âm lịch Là có cái mưa xuân đấy Thì bắt đầu mầm gốc nó lên Mầm gốc nó lên Thì nó bắt đầu chu kỳ phát triển một cái cây Một cái thân khác Còn cái thân này nó sẽ ra hoa Thế bây giờ mọi người chữa cái 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 vàng lá của cái thân này thì cũng có cái tác dụng gì đâu. Vài bữa nó cũng dụng rồi, thì cứ vặt đi. Nhưng mà cách phân biệt đấy là cái 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 tư duy của em, cái cách chữa của em. Chứ còn ví dụ mọi người thích thì chữa cái bệnh mùa này mà bệnh vàng lá gân xanh ấy, mọi người chữa rất đơn giản thôi. Chỉ cần mua một gói trị khuẩn. Trị khuẩn loại nào cũng được, có nghĩa là nó có cái công dụng là trị khuẩn và một cái nữa là thuốc lấm. Và thuốc lấm và thuốc khuẩn thì hòa được chung với nhau. Nhưng mà thuốc lấm và thuốc khuẩn thì không được hòa chung với phân bón Không được hòa chung với thuốc sâu Mọi người phải hiểu thế này Thuốc bệnh khác nhé Thuốc sâu khác nhé Và phân bón khác nhé Chứ mọi người đừng nghĩ những cái đấy nào gọi chung chung là thuốc sâu nhé Nó khác đấy Thuốc lấm với thuốc khuẩn hòa chung với nhau Thì nó còn công dụng, còn tác dụng Hòa cùng thuốc sâu vào Thì cả ba cái loại đấy đều mất tác dụng Nó là như thế Có khả năng thuốc sâu thì nó còn tác dụng thôi Còn thuốc lấm với thuốc khuẩn mà hòa chung với thuốc sâu ấy, Mất hoàn toàn tác dụng, không có nên là mọi người đừng có hòa chung tấm khuẩn với thuốc sâu vào với nhau nhé lấm với khuẩn thì có thể hòa chung còn thuốc sâu đừng có hòa chung vào với, với thuốc lấm thuốc khuẩn và cũng đừng có hòa chung vào phân bón đấy còn để cách phân biệt cái nan cái 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 này của em nó bị rơi vỡ chậu ấy. thì em chia sẻ cho mọi người cách phân biệt cái lá mà mùa này mọi người hay thấy lá vàng đúng không thì đây là một cái lá vàng do vàng sinh lý vàng sinh lý ấy, thì mọi người cứ thử cầm vào giật giật như này nó dai dai và cái lá nó khô dần khô dần. Còn vàng bị bệnh ấy là cái lá nó vẫn đang còn cái cái độ mọng nước nhưng mà nó có màu vàng. Ví dụ như cái cây này này, nó màu vàng nhưng mà nó vẫn còn mọng nước. Lá vàng sinh lý ấy thì giật nó cứ, cứ dai dai nhưng mà lá vàng bị bệnh ấy thì lá nó vẫn đang còn còn cái độ tươi này, giật một phát là nó đứt đứt cái kiểu mà mọi người nghe nó vẫn còn cái, cái 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 như kiểu cái giòn giòn ấy, giống như kiểu mọi người bẻ cái ngọn bí hoặc là bẻ cái lá mùng tơi ấy mọi người cứ dừng một phát đấy là lá bị bệnh nhưng mà cái cách nhanh nhất để nhìn nhận ấy, cái lá bị bệnh này nó mà vàng ấy thì nó cái độ mọng nước của nó vẫn còn còn cái lá vàng sinh lý ấy thì cái độ mọng nước của nó không còn nó đầu tiên là nó chút hết nước và nó vàng từ ngoài này vàng vào vàng vào nó nó khô nó teo dần đấy xong rồi nó ví dụ nó dai dai còn vàng mà bị bệnh ấy vàng do bệnh ấy thì em có chia sẻ mọi người ở đấy giật một phát nó nghe nó nghe nó rột rột như này này cây này đi em từ hình dung cho mọi người xem cái lá này vàng bị bệnh đúng không mọi người dịch là mọi người nghe cái tiếng nó ngọt ngọt giống như kiểu mọi người bẻ này này đấy nó kêu một cái đấy là vàng bị bệnh đấy là nhìn nhận nhanh nhất thôi còn đây em chia sẻ cho mọi người nhé cái cây này của em này nó rơi vỡ chậu cái đợt mà mưa gió ấy. đây này nó dập thân này em lấy vào em để để khô khoảng hơn một tháng rồi đây này cái chậu này, này hơn một tháng rồi thì cái cây nó vẫn bình thường sang năm ấy em không tưới vào đâu nhá em để khô ấy có nghĩa là để để trong này này để kệ này thì sang năm ấy cái mầm gốc của cái thân này đi nó vẫn lên và đặc biệt là cái thân này nó vẫn ra hoa chứ không phải là không ra hoa nên là mọi người đừng có nghĩ là bây giờ không chăm sóc là nó không ra hoa nhưng mà nó sẽ ra hoa không được đạt không được khỏe cây còn mùa này chăm sóc thì mọi người vẫn chăm sóc bình thường thôi em có chia sẻ rồi có nghĩa là cái cắt nước ấy thì mỗi người cắt một thời điểm nhưng mà em ấy thì hết tháng 11 âm lịch là em bỏ khô. Bỏ khô là bỏ khô những cái cây mà thắt ngọn. Đây, đây là cái cây thắt ngọn rồi này mọi người này. Mọi người nhìn thấy cái đầu đó không? Còn cái cây mà nó chưa thắt ngọn là cái cây như thế này này. Cái cây này là cây năm cây trắng phú tọ của em. chưa thắt ngọn nó vẫn còn đi. Cây này thì mọi người vẫn cứ chăm bình thường. Kể cả đến cuối tháng 11 âm nhé Mọi người thích thì mọi người cắt nước cũng được, không thích nó vẫn đi ngọn, vẫn cứ chăm. Mình vẫn cứ chăm nhặt riêng ra những cái cây thắt ngọn đây cây này ví dụ ví dụ như cây này là cây cây nhỏ đúng không thì em vẫn cứ chăm bình thường vì thực chất ra ấy, cây này mình có cắt nước ấy. thì sang năm ấy, nó chỉ được khoảng một bông hoa hai bông hoa thôi nó không thể nào mà nhiều mắt như này để ra hết hoa tới gốc tới ngọn được kể cả cây phi điệp này nhá mọi người cắt nước ấy, thì nó không ra hoa từ gốc này lên đâu nó chỉ được khoảng tầm bằng này thôi đạt nắm thì từ đây lên thế nên là mọi người chơi nan ấy em thấy nhiều người là vẫn chưa hiểu um, chưa hiểu cả dòng dáng hương là như thế nào dòng hoàng thảo là như thế nào vẫn chưa hiểu là có nhiều người hỏi đai châu bây giờ có phải cắt nước không cây đai châu là cây dáng hương cây đấy thì đặc biệt là không bao giờ cắt nước nếu mà trừ khi cây nó bị bệnh thôi thì mình mới phải tránh nước mưa này và tránh không tưới vào để mình chữa cho cái bệnh đấy nó khỏi Chứ bây cây đai châu vẫn hỏi là có phải cắt nước không? Không, cây đai châu thì không. Cái dòng hoàng thảo ấy là mùa này ấy là có phi điệp này, trầm này, hạc vĩ này, long tu, hoàng thảo vôi này. Kể ra thì nhiều lắm rồi các cái dòng lai ấy, rồi Hawaii này, trầm lai, trầm rồng đỏ, trầm uh, nhiều loại lắm, lai nhiều loại lắm. Giống như kiểu cái cây châu như cũng thế, cây giả dạ, hạc hoa hồng đỏ cũng thế mọi người phải hiểu cái dòng hoàng thảo ấy mọi người phải tìm hiểu chứ bây giờ kể hết tên ra em chính em còn không nhớ để mà kể hết làm sao mà nhớ hết được viết ra giấy thì có khả năng là ngồi cả ngày thì viết ra may ra thì hết được nhiều lắm đấy thì mọi người nhớ nhá cái cây như thế này ấy, nó vẫn còn đi ngọ kể cả đến cuối tháng 11 âm ấy nó vẫn còn đi ngọ mình vẫn cứ chăm sóc bình thường khi nào nó thắt ngọn thì mình cắt nước sau hoặc kể cả là mình không cắt thì đến khi cái mầm gốc này nó lên rồi này thì mình vẫn cứ chăm sóc cái cái thân này nó vẫn ra hoa thì cái trường hợp đấy đa số là những người mà họ muốn nhân ki đấy muốn nhân nhiều ki đấy thì họ vẫn phun cái hàm lượng đạm cao còn muốn cho hoa ấy, thì em có chia sẻ rồi cái dòng 95510 mình phun thì nó ít 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 đạm đi nhưng mà cái quan trọng nhất đấy là mọi người cắt được nước thì nó như thế này em để ý khoảng 5 năm rồi nhá mình mà cắt được nước mình bỏ khô ví dụ như cây này ấy Mai em treo vào một cái chỗ nào đấy em không tưới luôn Có nghĩa là mình không tưới Vào cái cây này Vào cái cái thân này nữa Ví dụ đến tháng cuối tháng 11 âm nhá Là bỏ khô Bỏ khô tầm chỉ được khoảng một tháng rưỡi thôi Còn đâu là qua Tết phát là nó có mưa ngay Không phải là ngày nào nó cũng mưa Nhưng mà hôm nay mưa mai mưa Khi mà mình bỏ khô cho nó nghỉ như thế Thì nó có hai cái lợi thế như này này Đến khi mà nó gặp mưa xuân ấy mọi người hiểu qua Tết là hay có mưa xuân nhất là miền Bắc thì cái mầm gốc này lên rất nhanh còn những cái cây này mà mình chăm ấy chăm qua Tết luôn nhá cứ để chăm đến lúc mà cái những cái cây này nó lên mầm gốc rồi mà cây này lá vẫn còn xanh ấy thì cái mầm gốc này này nó không thể nào lên nhanh được bằng cái cây mà mình cắt nước này mọi người cứ để ý mọi người cứ thử cái cây của mọi người đi rồi lúc đấy thì mọi người mới cảm nhận ra mọi người mới thấy em nói nó có đúng hay không tất nhiên là nó không đúng một trăm phần trăm nhưng mà những cái cây này mà mọi người không cắt nước Mọi người vẫn cứ chăm ấy Thì sang năm ấy Trừ trường hợp mọi người bôi kích kỳ vào thôi Còn không bôi kích kỳ vào ấy Thì mầm gốc không bao giờ lên trước được cái cây này Và không bao giờ lên khỏe bằng cái cây được nghỉ Còn đối với những cái cây nhỏ như thế này nhá Nó thắt ngọn rồi Đây đây là cái cây thắt ngọn rồi này mọi người này Thắt ngọn rồi là như thế này Nhiều bạn vẫn còn hỏi là nó thắt ngọn là như thế nào Chắc là các bạn ấy mới chơi Nhưng mà thắt ngọn rồi là như thế này là lá nó lá ngọn nó không còn đi nữa và cái đầu này nó tù lại và nó bắt đầu phình thân ra thì như cây này ấy, mọi người vẫn cứ chăm bình thường vẫn cứ chăm bình thường nếu mà cắt nước vẫn cắt được không sao cả cắt nước thì sang năm cái mầm gốc này nó lên tự nhiên nó sẽ lên khỏe luôn đấy còn mọi người không cắt nước ấy, thì mọi người vẫn cứ tưới một ngày một lần thôi không nhất thiết là phải lúc nào cũng vác vòi ra tưới vào như đai châu với dáng hương đâu nhưng mà riêng đai châu với dáng hương em có chia sẻ rồi đấy nó khác cái dòng thân thòng này nên là nhiều người em thấy chơi lan ấy bây giờ hỏi cái câu là đai châu có cắt nước được không anh cắt bao nhiêu ngày bây giờ có nên cắt nước cây đai châu không thật sự là cái đấy là một tai hại luôn ví dụ ông nào mà không biết nữa bảo có cắt nước cho nó ra hoa thì thôi rồi dụng hết lá luôn nên là mọi người nhất là các bạn mới chơi bạn trẻ thì các bạn tìm hiểu đi các bạn chơi lan gì cũng được chơi cái gì mà các bạn thích nhưng mà đặc biệt là các bạn cũng phải tìm hiểu Rồi các bạn chơi thì các bạn sẽ có kinh nghiệm hơn Các bạn đỡ tốn tiền hơn Khi các bạn hiểu biết càng nhiều ấy Thì các bạn đỡ tốn tiền Đỡ tốn tiền học phí Đấy, ngay cả cái việc mà cắt nước thôi Ông nào mà bây giờ mà đem cắt nước cái dòng dáng hương như kiểu đai trâu này, tam bảo sắc này, quế này Là thôi rồi, vứt đi Thôi, dụng hết lá, đang hành khô như thế này mà những cái cây đấy mà cắt nước thì thôi rồi Còn hôm nay là em chia sẻ về cái cách mà cắt nước cho phi điệp thì em ấy ngứa nhiều người mỗi người một kiểu em thì cứ hết tháng 11 âm lịch là lúc đấy là coi như là mình bỏ bê đi bỏ không để ý đến nó không tưới thôi chứ còn vẫn phải để ý ví dụ mình cắt nước nha đúng không nhiều khi con ruồi vàng nó vẫn đốt vào đây nên là mình phải để ý nên là tại sao em chia sẻ cho mọi người cách phân biệt cái lá bị bệnh với lại cái lá vàng sinh lý mọi người phải để ý xem là nó nó có bị cái con ruồi vàng đốt hay không nếu mà cái vết cái cái khô này, này mà nó kiểu lá vẫn còn mọng nước thì là do nó bị bệnh đấy nên phải để ý xem là nó bị bệnh hay là nó khô bình thường nó khô bình thường do do mình cắt nước ấy là nó khô héo héo teo teo dần dần như này còn bị bệnh ấy là nó mọng nước lên đấy em chia sẻ ngắn gọn như thế thôi còn mọi người không hiểu cái gì thì mọi người cứ hỏi chứ bây giờ mà nghe em cắt nước phi điệp cây phi điệp cây hoàng thảo ấy hạc vĩ long tu rồi cái dòng hoàng thảo dòng thân thòng ấy mà lại đi cắt nước cây đai châu xong đến lúc bảo là nghe thằng lam bảo cắt nước Xong rồi đổ tội cho em thì chết Và cây đen rô thì không cần cắt nước nhé mọi người Cây đen rô thì mọi người cứ chăm sóc bình thường Chỉ mỗi cái dòng hoàng thảo này này Dòng thân thòng này này Cây nào mà thắt ngọn rồi ấy đấy. Ví dụ như cây này này Nó thắt ngọn như này rồi Thì cây này cắt nước ấy Thì sang năm càng đạt hoa Mà càng đạt mầm gốc Và Cây nào chưa thắt ngọn như này Thì mọi người vẫn cứ chăm sóc bình thường nhé Chứ đừng có mà nó chưa thắt ngọn như này Cắt nước thì cũng không giải quyết vấn đề gì mình cứ chăm được đốt nào hay đốt đấy vì đa số hoa nó ra ở cái phần đằng đầu ngọn này chứ hoa nó không ra ở gốc ở dưới gốc này đâu đấy em chia sẻ thế thôi có gì thì mọi người cứ nhắn tin hỏi hoặc là mọi người cần mua cái gì em thì có bán vật tư nếu mà mọi người mua ủng hộ thì em rất cảm ơn còn không mua vẫn cứ hỏi bình thường mà rồi xin chào và hẹn gặp lại